Chào mọi người, cô Phút đang đứng trước dãy nhà trọ của chị Hiển. Thì được biết thì hôm nay chị Hiển sẽ về quê để mà thăm lại cha của mình. Hiện tại cha của chị đang bị bệnh ở quê, ở ngoài Phú Yên. Và đã 4 năm nay thì chị không có về quê để mà thăm cha. Thì chắc mọi người và các mạnh thường quân thì cũng biết, thì hôm nay chị Hiển về nên đã có gửi cái số tiền nho nhỏ cho GoFood để mà nhờ GoFood chuyển tới chị Hiển để gọi là có tiền mua vé và thông thả khi về quê. Thì bây giờ GoFood sẽ vào trong để trao tiền đến cho chị Hiển. Đó, em chào chị nghe chị. Dạ. Để em mở đèn giùm cho chị. Ở đây hả chị? Dạ. Dạ. Để em cởi dài. Từ sáng giờ dọn dẹp. Dạ. Yeah. Đi pháo siêu quần. Ừ. Nhiều không chị? Hay tính về mấy ngày hay sao? Lâu quá à. Hôm nay chị bệnh mà. Đâu có biết ngày nào về đâu em. À. Về phải chừng nào bác hết đỡ rồi mình mới vô, ừ, chưa biết. Đỡ chị mới vô. Mời mấy hai bữa nay thì ở ngoài đó có điện vô không? Có điện vô tình hình sức khỏe bác như thế nào? Bác cũng bình thường, không có bớt. Bình thường? Ừ. Chị thế? Dạ. Em không có được. Chị kể lại một chút xíu về cái bệnh của bác chút xíu, bữa hôm bữa em không có nhớ rõ. Ông già rồi, ông này tu tị này 78, 79 thì em gần 80 rồi. Dạ. Mà già lắm, thì có người lo thì ông mới đỡ. Ông có ai lo đó, không có vợ con gì á. À. Già lắm rồi, ông đi ông hay té lắm. Hôm bữa là chị nói là té. Té rồi gãy xương hay gì sao? Gãy xương. Dạ. Nhưng người ta nói gì cho chị cũng chưa giờ thì đâu có rõ. Dạ. Cái vali này là mới mua hả chị Hiển? À, cho tiền chị mua. Cho tiền chị mua. À. Có nhiêu đầy đổ hả? Bao nhiêu đây đồ, trong như đây là về hết. Dạ. Yeah. Thường thường là đi lúc trước đi về quê là mang theo cái gì mà không có vali? Giỏ sách. Đi giỏ sách. Dạ. Yeah. Chị nói hôm bữa sao, hôm bữa quay chị sao hôm trước? Người ta xem quá trời hả? À, thì người ta quan tâm chị thì người ta xem nhiều thôi, đâu có gì. Dạ. Yeah. Ai cho chị xem mà sao chị biết? À, người ta điện, người ta có xem kênh của em, người ta điện chị, người ta hỏi thăm luôn ha. Dạ. Dạ. À. À, anh Khánh có điện không? Có. À. Và chị nói là người không biết cũng điện chị. Nhiều người không? Mấy người. Người ta điện chia sẻ hoàn cảnh với mình thôi ha, động viên. Dạ. Dạ. Thì hôm bữa thì em có đăng đó thì người ta cũng biết là chị về quê. Thì có gửi cho em, em gọi là gửi cho chị một chút tấm lòng đó, gọi là để chị mua vé rồi thanh cũng như là thông thả về, nó không có lo âu một chút. Em sẽ gửi hết tiền hả chị, giờ mình trò chuyện chút xíu. Dạ. Giờ chắc nôn về về ngoại đừng gặp ba. Hiện giờ bác đang nằm ở bệnh viện, bệnh viện nào chị? Thành phố Tuy Hòa. Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
là giờ chạy đi, chị đi gì về xe, Dù gì mượn mấy người kêu xe ôm á, xe em đò nói á. là xe xe đò hay là Xe đò em xe đò ra Trầm Hai á, ra Suối Tiên nè. Số tiên Chị hẹn xe đâu, chị rồi để chắc đâu có, dạ người ta đón chị. đâu có về nhà chạy thẳng như bệnh viện luôn chứ đúng không, Nhưng mà chị từ nhà chị mà đi ra bệnh viện Tuy nửa Hòa tiếng, nửa tiếng, xe máy thôi. hiện giờ ai đang nuôi bác ở trong đó? Ông bác có mấy đứa con ở đó. Còn tiền bạc là mình chưa biết gì hết. Chị mới đổ qua chị điện là chiều mai con đi à, mấy người mừng Dạ. chưa trả tiền chưa đưa mấy người lo. Dạ. Là không phải mấy cháu với lại bác đều là ứng tiền trước giùm đó. Đúng rồi. Cũng may cũng có mấy bác như là cũng đỡ ha chị, nếu mà không có ai nữa là thôi, không Có biết thằng chị sao. em à, thằng chị mới chết nè, Dạ. đâu ai đâu, Chị mới chết à. chị mới chết nè. Ba chị nói thì nó gần ra thì cũng đỡ, có chị không có lo được, nhưng mà có tiền là chị cũng có tiền, chị mượn người lo, có tiền người ta mới lo, chứ đâu có ai mà bỏ tiền ra lo đâu em. Hồi nãy chị có chia sẻ một chút xíu mấy bữa nay thì cô Phước có chia sẻ hoàn cảnh của chị Hiển, thì cũng có rất là nhiều người điện vô để mà động viên an ủi tinh thần cho chị Hiển, cũng có một số người thì nói chung là rất là thương đồng cảm với cái hoàn cảnh của chị, nên là cũng có ngỏ ý như là cái anh hồi nãy thì chị kể một chút Cảm xíu. ơn Cũng có một cái anh ở Thanh Thiết. Phan Thiết cũng bằng bằng tuổi của chị Hiển, nên là muốn gọi là chấp nối với chị Hiển, nên là Em ý ý là nói vậy, ý là người ta đồng cảm với mình đó chị, đúng nó rồi, nên là em cảm mời ơn. chị Hiển ra đó ở với ảnh để mà ảnh chăm lo, vừa chăm lo chị Hiển vừa chăm lo cho ba, nhưng mà chị Hiển nói là ở với nó quen hả chị, phải không, ở quen nên là với lại nói chung là cũng cảm ơn tấm lòng của rất là nhiều người quan tâm tới chị. Cảm ơn nhiều lắm chứ mà. Tại mình không quen đúng không chị, Quen đâu, mình quen quen đâu rồi ai nổi. 4 năm rồi chưa về quê, Chưa. mà tại vì ba chị bệnh nên là về, Không, chị cũng không về đâu. cô không muốn về hả, tại vì Thôi, mình kẹt. đi khó khăn một tiền bạc một cái. Rồi là bây giờ giờ có tiền ở phía sau em cho chị. Chị cảm ơn mọi người cho chị cảm ơn. Chứ mà giờ đi em hỏi em sẽ ảnh lên ảnh xuống. Lên xe em tin không? Từ 5 giờ chiều tới 6, 7 giờ sáng mới tới. Ngồi trên xe luôn. Không đi tiểu, đi ăn uống gì hết á. Thì ở trên xe người ta còn tốt với chị. Có đi người ta ảnh mình đi, nhưng mà chị muốn làm phiền phải nín cho rồi luôn. Nhìn đó luôn. Còn xuống xe chị mới xíu á. Tại mình nhìn ăn á. Không nói gì. Còn 20 năm rồi là không ăn Tết ở quê, ăn Tết ở Sài Gòn, 4 năm rồi chưa gặp cha. Đúng 20 năm luôn em. Đúng 20 năm nay là Đúng không rồi. ăn Tết ở Phú Yên. Chị ăn Tết là Đình Phong Phú rồi à. Đình Phong Phú, dạ. Đình Phong Phú á. Dạ em biết Phong Đình Giao Phú. Thừa là ở trên đó, bán vé số trên đó. Dạ. Bán chị đâu đi về. Mấy bữa nay bán được không? Không được ha. 200, 200 bận qua. Bận qua là gì trả 50 vé. Dạ. Còn hôm nay chị bán hết. À. Bận qua trả trả 50, bán Dạ. 50 rưỡi. Nhiều khi nó không có khách đấy mà. Dạ. Chứ nhiều khi không gặp người quen á. Dạ. Thì nói nhiều người cũng thương mình. Chứ mà đâu phải ai cũng thương hết đâu em. Ai Dạ. cũng chờ mình mua đâu. Dạ, chị em nghĩ gì nè, hôm bữa em đi sau lưng chị á thì em nghĩ là nếu mà theo quan điểm của em nha, là thấy người tật nguyền như chị đó ngồi trên xe thì sẽ nhiều người mua, nhưng mà thật chất là nó ít hơn người người đi bộ. Đúng rồi, người ta đi Nó chậm. thấy như vậy đó, thấy khó bán lắm. Rồi khi mà đi vô quán á
Mà như cái hoàn cảnh của chị á, chân của chị á, là chỉ vô, đúng là thật sự là chỉ vô quán bán được thôi, chứ đi ngoài đường là thua đó. Rồi mà đi vô quán cũng có người mua người không, chứ đâu phải mà ai thấy chị cũng mua đâu. Người ta đi trước, mình đi sau, người ta mua rồi. Đó, đúng rồi. Mà có người tàu lắm em. Anh hết tiền rồi. Hay là em hết tiền, hay cô hết tiền, cô. Con còn cả 20 à. Tao con mua giùm cô 2 tờ, cô chị không bán. Tàu em mà người ta còn cả 20, lỡ người ta hết xăng sao? Em Mà tin không, chị không bán đó. Thôi đó bữa khác với em, thì em còn 20 chị không bán. Cái nó cỡ nó. Có bạn em mà chút em mượn em đôi xăng được, em mua cho chị 2 tờ. Đâu phải mà ai cũng muốn mình đâu, đâu phải là người nào cũng có tiền đâu em. đúng rồi. Rồi hôm đó là bán tới mấy giờ? Hôm bữa em gặp chị hôm bữa 12 giờ 12 giờ mà tối, còn 50 vé đó, còn 50 vé. không hết. Rồi Tại vì sáng chị sáng quăng trả lại hả? trả lại. Chị hỏi em này, bây giờ mấy cái quán đó nó còn khách cũ không, mình mờ rồi. Quần tao quần lui không có khách mới nữa, không có người Đúng nữa, làm rồi, sao mình đúng phải rồi. đi giờ. Thường thường là quán là khách khách quen không à, ít khách mới. Nó là gì? Mà ngồi người ta đi rồi chứ, người ta cứ ngồi miếng cũ làm sao mình vô mờ nữa em. Người ta mua rồi đó. Một cái nữa là bữa đó là thấy bàn gớm không chứ không thấy người. Một cái quán có ba bốn bàn à, phải đem đi giờ chứ còn 50 vé. Chị nghĩ chị nói thiệt em á, nếu mà có người chị đi quán hai quán nó cũng hết, người 2 tờ 3 tờ 1 tờ nó cũng hết. Mà tại vì không có người khách rồi giờ chị bó tay luôn. Thôi cái chị giờ đó bữa gặp em là ra 50 vé. Mà đi đi xa thì không có được, với lại xe cộ nữa, Hết bình sao em? hết bình nữa. Nói chứ ví dụ chị nói em nè, chị thương em, thương chị, lỡ có chuyện gì 11 12 giờ đi 1 giờ chị đâu em điện em đâu, làm phiền em sao, em thương câu cả Không. sớm rồi chứ. Có gì chị cứ gọi em lại đi, không có Chị gì đâu. nhàn dữ lắm em. Đâu có gì đâu. Em cũng gần chị ở đây, chạy qua chừng 15 phút là tới à. Vậy là chị cảm ơn em nhiều, có Nếu em mà ví dụ chị như nhiều. ban đêm á mà chị hết bình hay gặp sự cố gì đó thì cứ gọi em. Có gì chị việc Đúng gì rồi. gọi em nha, Gọi có em giúp chị thì giờ rồi. là chị cũng mừng lắm thiệt. Lỡ có chuyện gì chị không biết điện ai kêu ai em à, thiệt Tại vì em cũng ở gần đây. thiệt lòng em nha. Chị nói chị chán dữ lắm, chán bán dữ lắm, mà nản lắm. Một cái tháng nữa đây là năm bữa tầm tá luôn. Giờ em giờ làm sao không phải rác Nhưng mà giờ đâu biết làm việc gì đâu mà làm. cờ đủ ăn, ra tiền nhà hàng tháng dư ít rồi, gửi gì cho ba cũng được. Chị không phải than mà rỡ cho mọi người thương chị đâu, chị nói thật lòng luôn. Chị Hiển thì hôm trước thì chị em mình có gặp ở ngoài đường Dân Chủ đó, thì cũng có trò chuyện một chút xíu. Thì chắc mọi người cũng biết là cha của chị đang bị bệnh ở Phú Yên, đang ở quê đó. Thì cũng chị ở đây thì chị cũng kẹt tiền, rồi chị cũng đã nói là 4 năm nay chưa về thăm cha đó. Thì sau khi đăng clip thì các mạnh thường quân, cô chú, anh chị đều cũng biết cái hoàn cảnh của chị, nên là bà biết hôm nay là chị về quê thăm cha, nên có gửi cho em một cái số tiền để nhờ em trao đến chị. Tuy là số tiền không có nhiều nhưng mà đủ để chị tiền vé, rồi về ngoài có tiền để mà trang trải, để mà lo thuốc thang rồi cho bác ở ngoài. Thì em xin đọc tên và số tiền nha chị. Thì thứ nhất là của cô Bùi Hồng ở Mỹ là 50 đô, là 1,2 triệu. Thứ hai là một người thầy ở quận 4 là 1 triệu. Thứ ba là của cô đẹp ở Mỹ là 100 đô, là 2,4 triệu. Thứ tư là của cô Kim Tiết Nguyễn ở Mỹ 50 đô là 1,2 triệu. Tổng cộng cái số tiền là 5,8 triệu. Thì em xin gửi cho chị cái số tiền 5,8 triệu. Cảm ơn thầy mấy chị giờ Dạ. Để chị có tiền bỏ túi mà đi về quê cho nó. Tại vì cũng không có biết là khi nào mà chị trở về Sài Gòn, nên là
phải cần cái số tiền nha chị. Thì sẵn đây thì GoFood xin chia sẻ là cái số điện thoại của chị Hiển một lần nữa. Nếu mà ai mà chưa biết số điện thoại muốn gặp trực tiếp chị Hiển thì đây là cái số điện thoại của chị: 0342 017 479, là cái số của chị Hiển. Thì hồi nãy thì chị em mình có trò chuyện một cái về cái vấn đề là tương lai của chị đó. Nãy chị có bày tỏ với em là chị hãy nói lại cho mọi người về cái chị sẽ vô chùa ở. Không nhận gì hay không? Dạ. Hồi nãy chị có nói là cái chùa ở Đà Lạt gì đó. Dạ. Chị có muốn ở Sài Gòn thôi, ở chỗ nào, miễn là có cái chỗ nào mà nó thanh thản mà nó có chỗ ở cho chị là chị ở. Nếu khi nào mà bác có gọi là có sự cố gì á thì chị sẽ tính đường đó, hay là khi nào mà chị lớn tuổi hay là sao? Khi nào ba chị mà có qua đời á là chị đi, chứ còn giờ chứ chứ không có nghĩ tới mà lớn tuổi ha, chị miễn sao bác đi là chị có nào cũng giờ lo cho ba. Đúng rồi, tại vì cái mục tiêu của chị hiện tại bây giờ buôn bán là bán cái số là để lo cho ba thôi, chứ không có nghĩ tương lai của mình. Không nghĩ lo cho ba thôi. Tại bây giờ còn mình ba chị nha. Ba chị mà ông mất đi rồi, ông qua đời cũng tính chị muốn vô chùa. Chị muốn vô chùa chị ở. Thì hồi nãy cô Phước có đọc cái số điện thoại của chị Hiển mà cũng và rất là mong, tại vì từ nãy chị Hiển cũng bày tỏ là rất là mong mọi người nếu mà ai biết được ở cái chỗ nào mà dành cho những cái dành cho chỗ ở như nãy chị Hiển nói là dành cho người cô đơn, neo đơn, rồi người khuyết tật rồi đó, chị Hiển sẽ ở trong đó. Nên là mọi người nếu mà biết cái chỗ nào thì liên lạc qua kênh GoFood hoặc là điện thoại trực tiếp đến chị Hiển. Muốn chùa. Vô trong đó là em cũng không biết, vô trong đó là mình ở trong đó luôn hay là mình có được bán với số nữa không, hay là chắc không quá ha. Thì vô đó ví dụ mình nhắm mà có cái chỗ nào mà thuận tiện bán, mình bán mình sống đâu phải vô chùa nữa. Dạ. Sợ người ta nuôi chị làm biếng. Dạ. Vô chùa đó cho người ta nuôi. Dạ. Chị ngại cái đó nữa đấy em. Dạ. Mà chị thích đi bán đó mà có tiền mình sống. Và dạ. Tự nhiên thích vô chùa ở vậy đó. Vô trong đó biết sao không chị? Mà chị sợ vô chùa ở người ta không cho mình ra ngoài. Không cho ra ngoài bán. Người ta không cho đâu. Đúng rồi. Nếu cho là chị đi bán buôn. Nhưng mà bây giờ ví dụ như cho hay không cho gì, chị cũng quyết định là vô những cái chỗ đó chị ở, đúng không chị? Cho nó thanh thản nè. Rồi có những cái người cùng hoàn cảnh với mình thì đồng cảm với nhau, trò chuyện hàng ngày rồi nó cũng vui hơn. Ở đây sống lẻ loi quá. Ở đây lẻ loi quá thì cũng buồn quá. Ba chị thì ở còn. Dạ. Đúng rồi. Dạ, cỡ nào chị cũng đi bán, đi hết nấu cũng ráng đi bán ra lo ba. Dạ. Nói thiệt lòng luôn. Mà ở nó qua đâu là chị muốn vô chùa. Mà hiện giờ chị cũng muốn vô nữa. Nhưng mà còn gánh nặng ba. Đúng rồi. Không muốn ở ngoài nữa thì thời gian này chán dữ lắm. Thời gian này chán dữ lắm rồi hả? Dạ. Cũng có người tốt, người xấu, nếu mà người xấu đó chắc chị sẽ. Đúng rồi. Nhưng mà chị không thích sống ở ngoài nữa em. Dạ. Sao kỳ vậy? Rồi nếu mà có chỗ ở là ở Sài Gòn, ở đâu, bất cứ ở chỗ nào cũng được. Ở chỗ nào cũng được. Dạ. Vô chùa là được. Đó là chị mất đi ngang qua này. Bà chị là chùa ở Quy Nhơn. Quy Nhơn. Chùa đó, tới nghe cũng như là làm phong phong vậy nè. Dạ. Không phải là chùa đó mình vô ở mà chùa để tiền. Dạ. Nhưng mà mình có 50 triệu. Mình vô đó là chùa giao cho mình một viên cái căn gì nè. Mình ở tự do. Mà còn không có tiền thì chùa cũng nhận mở tập thớ em. Dạ. Bà với chị này nói là bà không đâu có chồng đâu, chị liễu gần phòng này. Bà mới đi ngang qua.
tại chị Hùng mỗi đó ráng em làm, chị cũng làm, hai chị em mình Hùng lại Dạ. được 50 triệu, xong hai chị em mình đi là bà đã có chồng đó, bà con mẹ già Dạ. giờ lo cho mẹ, nếu mẹ bà chết là bà mới đi được đó. Chị đừng có bỏ em nha, mai mốt hai chị em mình đi mẹ ra vậy có 50 triệu mình đóng vô trong chùa, tại vì chùa bớt nó xây mà không phải là bán lại, nhưng mà ở thì tự do mình có là tự do, nhưng mà ở là đừng riêng biệt không cần đó, hai chị em rủ Hùng lại đi ở không á. Cũng tính là ra ngoài chỗ ngoài Quy Nhơn ha. Bà chưa chú Quy Nhơn, bà biết, bà quen rồi đó. Mấy người quen rồi đó, bà biết. Đó. Thì mọi người nếu mà ai mà biết chỗ nào mà thuận tiện cho chị Hiển thì cứ liên lạc lại cho GoFood hoặc là liên hệ trực tiếp Cho đến bà chị bỏ Hiển. em, chị đừng bỏ em. Sáng không làm, hai chị em mình kiếm 50 triệu. Mà không dám nói đi. Nói ra cho mọi người nghĩ xấu về chùa. Tại cho chùa mà đổi tiền mình. Tại cho chùa mà đưa có 50 triệu ra mới cho ở. Không phải vậy đâu. Cho nên cái lưu lòng, chị đâu nói. Rồi hôm nay là không có, hôm nay không có bán rồi, mình dọn dẹp mấy cái đồ nghề vô hả chị? Xe lăn này chắc ít chạy hả? Xe lăn này là mua hay người ta tặng? Người ta tặng hả? Mà ít đi. Có đi không? Gửi gì cho ba chị hả? Sao chiều nay không gửi luôn? Chắc gửi luôn hả? Mọi người ám bá đó là mình đi vòng vòng ở chùa không được. Cái đồ này hôm bữa chị có nói là người ta tặng hết. Người ta bỏ mấy phòng này, người ta dọn đi đây mà. Dọn đồ người ta. Tủ lạnh máy giặt rồi các thứ. Tủ, tivi, đồ điện rồi đó Cả hai ba cái thì người cho. thì người ta tặng chị Hiển hết. Chị Hiển chỉ có không có sắm sửa gì hết, chỉ có quần áo gì thôi. Ủa hai cái hình này là bằng tuổi hay là khác khác năm hả chị? Anh Hình đi trước nè em, hình nào trước? anh đi trước ở Sài Gòn đó, bà chị ở con bác Hình này là bao nhiêu, hồi bao nhiêu tuổi đây? 40 ha. Còn cái hình bên đây. Cái này không có thấy ngày, không để ý. 10 năm trước hả? Bây giờ chị bao nhiêu? Năm 2 là 42, vậy là hai cái hình này cách nhau khoảng 2 3 năm. Chị có gửi nhà người ta chưa? Cũng như coi kêu đi rồi kêu coi giùm á. Có hàng xóm đây ha. Bà chị cũng còn cuối này chị hiểu, nói là hai chị em rủ đi chùa ở, bà đã có một mẹ già rồi giờ lo cho mẹ không có chồng, chị gói cho chị Hai chị em thân thiết ở phòng trọ là nhất ha. rồi hai chị em hứa hẹn đi chùa ở. Bà nói sao chị ăn chay không có được, chứ mà còn thích cho chùa thì ăn cho nó quen đi, em thích ăn lắm ha chị em, cứ vậy á. Đó là chiều nay mấy giờ chị đi? 5 giờ đi ra ngoài đón xe ngoài Suối Tiên. Thôi, thì em chúc cho bác mau hết bệnh hay chị. Cũng chúc cho chị được nhiều sức khỏe. Thì sẵn đây cũng cảm ơn các cô chú anh chị, các mạnh thường quân giúp đỡ cho chị Hiển hay chị kịp thời á, thật sự á. Cảm ơn chị của em. Tự nhiên em đâu có biết là chị đi về quê đâu. Đó là hôm bữa gặp đó, rồi cũng may ha. Cũng có cái duyên. Thôi xin phép chị em về ha chị, nhiều sức khỏe nha chị, chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn mọi người Dạ. đã tin chị, Dạ. thầy đã các Dạ. anh chị. Khi rồi nếu mà chị về ngoại chị nếu mà chị có rảnh á thì chị alo em về cái tình hình của bác á, để mà em có thông báo cho mọi người, nhiều khi mọi người trong rồi đó chị sợ Có gì chị điện em. có gì gọi em, rồi khi nào vô rồi gọi em ha chị. Có gì hai chị em mình gặp lại nếu mà em đi xuống đây ha chị.
Thôi giờ em Có gì chị gọi em nha. dạ Em làm ba chị nha. dạ Thì chị dạ sợ là đêm hơn 1-2 giờ sáng dạ taxi nó hư, là lỡ bị có chuyện gì mình đâu biết trước đâu em. dạ Chị không biết gọi ai rồi rồi có gì cứ gọi em. chị sợ phiền người ta dạ đúng không, à 1-2 giờ sáng rồi ừ tại chị bán giờ phi đó. à có gì chị gọi em nha chị, ví dụ như hết bình hoặc là sự cố gì đó, bể bánh xe gì đó cứ gọi em nha chị Có để. em chị còn đỡ thiệt, tự nhiên Dạ. chị còn đỡ bệnh đâu có gì gọi em. Dạ. Có làm phiền em không? Dạ không, không có gì đâu chị. Có buồn Ha, không có gì. Dạ. không? Sợ gánh nặng cho em là tội. Không, không có gì Bác đâu. của chị sợ lắm, chị làm Dạ. phiền. À. Thôi em xin phép chị em về nha chị để chị nghỉ ngơi Cảm rồi ơn à. em nhiều nha. Đây đi ra ngoài đó bao nhiêu Chú tiên mình để em không à. phải em nói là từ Sài Gòn đi ra Phú Yên á. Đức chị nhớ là 6 giờ chị lên xe là hình như 6 giờ sáng tới. Là 12 tiếng. Chạy suốt á. 12 tiếng. À, có lỡ xe có gì là chị Dạ, lên vậy cho là em sáng mai là chị tới chỗ. tới chỗ. À. Thôi chị nghỉ ngơi đi ha, em về nha chị Hiển. Chị cảm ơn Dạ. em. Có gì vừa vui thì gọi em. Dạ.